À, đây là dấu phẩy. Cho đến nay thì Dũng Mori cũng phát triển được 10 năm rồi. Nhưng mà trong bản đồ doanh nghiệp thì vẫn còn là một doanh nghiệp rất là nhỏ. 10 năm chắc chắn không phải là điểm cuối cùng, nên hành trình này thì mình muốn để nó là một cái dấu phẩy để mình còn có thời gian trong tương lai để hoàn thành những cái vế được dọc. Chị rất yêu quý thương hiệu Dũng Modi vì chị thấy rằng bản thân thương hiệu Dũng Modi thì nó đã thể hiện tất cả những hoài bão, những ước mơ của người đứng đầu Dũng Modi hiện tại. Ngoài ra thì nó còn chứa đựng những tính cách giản dị, chân thành, cần cù, bền bỉ, khiêm tốn và cầu tiến. Đây đều là những tính cách như chính bên trong con người của mỗi một thành viên đang làm việc tại Dũng Modi vậy. Thách thức lớn nhất là quản lý nhân sức, và để vượt qua được những cái thách thức đó thì mình sẽ phải tìm ra những cái người giỏi, thực sự giỏi để giao công việc đó cho họ. Thành công của nhà quản lý trong lĩnh vực đào tạo đó là tuyển dụng và đào tạo một nhân sự giỏi hơn mình và xây dựng một đội ngũ phát huy được ít nhất là 120% sức mạnh tổ chức, tức là 1 cộng 1 không phải là bằng 2 mà 1 cộng 1 phải bằng 2,5 hoặc là 3. Có hai giai đoạn vất vả về khủng hoảng. Thứ nhất đó là lúc mới thành lập công ty được khoảng 5 tháng thì phải đối mặt với việc chia tách, thiếu tiền phải đi vay. Thứ hai đó là khoảng thời gian 2020 khi mà bộ máy bình to, công ty lúc đó đầu tư quá là nhiều dự án khác nhau. Lúc đó không kiểm soát được số lượng nhân viên, đó là một bước đi thực sự khá là sai lầm. Mất thì là mất về thời gian và tiền bạc, nhưng mà ngược lại thì nhận được rất là nhiều những cái kinh nghiệm quý báu. Có rất nhiều, nhưng gần đây nhất đó là việc đưa phần mềm quản lý doanh nghiệp vào để vận hành tổ chức trong Dũng Mô đi. Mình sẽ để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên theo đúng những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm của mình. Bởi vì những cái việc mà mình tự mình khám phá thì cho dù có xảy ra những cái thất bại đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng tiếc cả. Có hai thứ quan trọng nhất, đó là mục tiêu chung của tổ chức, cả công ty hoặc cả đội nhóm, và thứ hai là văn hóa doanh nghiệp. Điều tự hào nhất hiện nay là trong doanh nghiệp có rất là nhiều người giỏi biết sắp xếp và xử lý công việc. Ngoài ra cũng rất tự hào vì không chỉ dừng lại ở hệ thống học online, offline ngày càng chuyên nghiệp, mà doanh nghiệp có rất là nhiều những đầu sách giúp ích được cho rất là nhiều người học tiếng Nhật. Đây là một điều mà không phải bất kỳ trung tâm ngoại ngữ nào cũng có thể làm được. Vì không phải là một người làm trong lĩnh vực về tuyển dụng và bản thân mình thì tuổi nghề cũng còn rất ít và chủ yếu là làm việc trong lĩnh vực về giáo dục. Thế nên là mình cũng không có quá nhiều những trải nghiệm, những kinh nghiệm để có thể đưa ra lời khuyên cũng như là chia sẻ cho mọi người được. Tuy nhiên thì với những gì mà mình đã trải qua thì mình cảm thấy rằng là trước tiên khi mà chúng ta nghĩ về nghề nghiệp sau này của mình thì mình hãy nghĩ xem là bản thân mình thực sự muốn làm gì. Tính cách của mình liệu nó có hợp với cái nghề đấy hay không và mình có những cái năng lực gì để đáp ứng cho cái nghề đấy. Rồi cân nhắc xem là tiếng Nhật liệu nó có thể hỗ trợ như thế nào cho mình trong cái công việc đấy, trong cái định hướng đấy. Vì suy cho cùng ngôn ngữ nó cũng sẽ chỉ là một công cụ thôi. Ví dụ như là mình làm những cái công việc mà nó chuyên sâu cần nhiều về tiếng Nhật, ví dụ như là giáo viên hay là về biên phiên dịch thì mình sẽ cần phải bồi dưỡng tiếng Nhật ở mức độ cao hơn một chút. Còn những công việc, những cái lĩnh vực khác mà ví dụ như là về IT chẳng hạn thì cái tiếng Nhật mình dùng nó không quá nhiều, không cần quá nhiều thì mình chỉ cần tập trung vào học tiếng Nhật mức độ căn bản cần dùng cho nó thôi. Đó, thì sau khi mà đã xác định cho mình được những cái mục tiêu rõ ràng hoặc là mình hiểu được là mình muốn gì và mình hợp làm gì rồi thì trên cái hành trình đó chúng ta trang bị những cái kiến thức đầy đủ cần thiết cho nó là được rồi. Về nhân sự thì hiện nay anh không tham gia vào tuyển chọn trực tiếp nhân sự nữa mà đã có các quản lý phụ trách riêng. Nhưng dù là ai phụ trách thì tất cả vẫn luôn dựa trên một nguyên tắc tuyển dụng, đó là cố gắng làm sao để tìm ra người phù hợp nhất với công ty, với vị trí đó, theo những tiêu chí và văn hóa đặc trưng riêng. Có 3 thứ quan trọng. Thứ nhất là sự phù hợp, thứ hai là thái độ, và thứ ba là sự cam kết trong công việc. Bản thân anh thì không, nhưng mà đối với công ty thì anh muốn xây dựng một công ty đáng sống. Bởi vì công ty cũng có mang một cuộc đời riêng của nó. Nó có ý nghĩa đối với không chỉ những người lãnh đạo hay là những nhân viên gắn bó với công ty, mà nó còn có giá trị với cả xã hội nữa. Câu này dễ này. Ngay từ khi bắt đầu học tiếng Nhật thì mình đã luôn luôn có ước mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Nhật cho các đoàn kiểu như là chính phủ, ngoại giao các thứ đấy. Thì đấy là cái ước mơ lớn nhất của mình khi mà bắt đầu học tiếng Nhật. Còn đấy là cái câu chuyện ở kiếp này nhá. Còn nếu mà là kiếp sau thì chắc chắn mình sẽ làm ca sĩ mọi người ạ. Mình sẽ hướng đến mục tiêu làm ca sĩ. Đưa Dũng đi lên sàn. Lần đầu tiên chị đến Nhật thì trong vai trò là một du học sinh trao đổi, sinh viên trao đổi của năm 3. Và sau này khi mà nhìn lại, chị luôn luôn trân trọng cái khoảng thời gian một năm đấy, khi mà mình đã tận dụng tất cả những cái thời gian mình có để trải nghiệm thật nhiều, để tiếp xúc thật là nhiều người, để làm nhiều thứ, để đi nhiều nơi và học hỏi, quan sát mọi thứ có thể trong cái khoảng thời gian mình đang có đấy. Thế nên là từ cái trải nghiệm này thì chị muốn dành một cái lời khuyên cho các bạn trẻ, đó là nếu như mà có thể đang sinh sống, đang làm việc, đang có cơ hội được khám phá một đất nước
khác như vậy, thì hãy cố gắng tận dụng cái khoảng thời gian đấy, tận dụng tất cả những cái cơ hội mà mình có để giúp cho mình có thật nhiều những cái trải nghiệm, nhiều khám phá nhất có thể. Đối với các bạn trẻ thì có hai điều cần phải tích lũy. Một là tích lũy thật là nhiều kiến thức, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến đam mê của bản thân mình. Thứ hai là cần phải có tư duy tích lũy về tiền bạc từ sớm, không phải là để đầu tư gì to tát cả, mà ý ở đây mình muốn nói là cố gắng tránh tiêu xài hoang phí, góp nhặt từng chút từ nhỏ đến lớn. Sau này có tự do về tài chính rồi thì mới tạo ra được những thời gian riêng cho bản thân để theo đuổi đam mê của mình. Đặc biệt đối với những bạn lứa tuổi từ 18 đến 20 vẫn còn đang đi học thì hãy học những gì mình thích. Lựa chọn học đúng, làm đúng ngành sẽ là một điều tuyệt vời nhất cho tương lai. Ngày trước mình cũng đã thử học đại học, thử học tiếng Anh nhưng rồi cũng phải quyết định bỏ dở giữa chừng vì cảm thấy nó không có hứng thú. Và thực sự thật là may mắn khi mà tìm được niềm đam mê với tiếng Nhật ở độ tuổi 22, sau đó 24 tuổi sang Nhật, 30 tuổi về Việt Nam gây dựng nên Dũng Mori cho đến ngày hôm nay.